tôi quất là không chừa phát nào. Bây giờ ông Tuệ ông nói rằng á, bao nhiêu lần tuyên bố quất Sư Minh Tuệ thì bà Hằng đã quyết định bóc trần mọi sự vui. Bà nói thẳng là bà đã quất là không trượt phát nào. Và sau đó là hàng loạt những chỉ trích của bà dành cho Sư Minh Tuệ. Bà nói ông là cái người mà làm phá hoại đạo Phật và dẫn dắt mọi người đi theo một cái con đường của ông là khiến cho ảnh hưởng đến Phật giáo. Và bà đưa ra nhiều cái lời buộc tội mà dùng những cái từ gọi là từ chợ búa rất nặng lời. Một cái cô Lê Thị Biển là người dẫn dắt rất là nhiều về cái lối tu của ông Tuệ, mà tại sao không ai dám tấn công đó? Bà ta nói rằng cái người mà dẫn dắt rất nhiều về cái lối tu của ông Sư Minh Tuệ đó là cô Lê Thị Miễn, mà tại sao là mọi người lại không ai tấn công cô ấy, là bởi vì cô ấy là người không có tóc. Là ý bà nói là cô ấy á, khi mà bị tấn công á, là sẽ không có lợi gì đối với cái người tấn công, còn khi mà người ta tấn công bà á, thì người ta sẽ khai thác được nhiều điều, nhiều thứ. Và thế nên cho bà mới nói rằng là người ta thích đả kích tấn công bà nhiều hơn là để mang lại cái lợi ích cho họ. Nói chú là mua đất ở Công Tâm gì đó để mà xây cái chỗ nào đó trước thì Minh Tuệ, ông Minh Tuệ về đó cũng là hoàn toàn là bị đặt hết nha. Đất có mấy trăm ngàn bỗng phát lên mấy triệu liền. Đó, xu hướng. Tôi chú đó. Bà còn nói có nhiều thông tin trên mạng đồn rằng gia đình bà và ông Dũng đã mua một cái miếng đất để xây cái chùa để rước Sư Minh Tuệ về. Nhưng mà sự thật đó là người ta đồn thổi, người ta để bơm giá đất lên để bán kiếm tiền trên lệch, chứ thật sự ra bà không hề có cái ý định mà xây cái chùa cho Sư Minh Tuệ, bởi vì bà đã không ưa Sư Minh Tuệ. Phá cổ mà lại đánh phá vô tôi, vì sao? Tôi là một miếng mồi béo bở, tôi là người có tóc, còn cô đó không là gì cả. Cho nên chúng ta phải nhận diện ra được những thế lực âm mưu.